Vào đêm hôm qua, Ủy ban Giám sát Nhà nước Trung Quốc, cơ quan chống tham nhũng của nước này đã bất ngờ xác nhận Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ đang bị điều tra về hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật nhà nước. Tuy nhiên, thông báo trên không nêu rõ chi tiết vụ việc. Ông Mạnh Hoành Vĩ, 64 tuổi, là lãnh đạo người Trung Quốc đầu tiên của Interpol trong lịch sử 95 năm của tổ chức này. Sau khi nhậm chức, ông cùng vợ là bà Grace Mạnh sinh sống tại Lyon, Pháp, nơi đặt trụ sở của Interpol. 10 ngày sau khi ông Hoành Mạnh Vĩ bay về Trung Quốc để thăm quê nhà, vợ ông không nhận được thông tin nào của chồng nên đã quyết định đến trình báo với cảnh sát Lyon vào cuối tuần qua. Bà Grace cho biết, trước khi biến mất, ông Mạnh Hoành Vĩ đã gửi tin nhắn cho bà với nội dung "Hãy chờ cuộc gọi của anh". Và chỉ sau 4 phút, ông gửi tiếp cho bà một biểu tượng con dao, dường như cố gắng cho bà biết rằng ông đang gặp nguy hiểm. Sau khi chồng mất tích, bà Grace thường xuyên bị đe dọa qua điện thoại và mạng xã hội, khiến cảnh sát Lyon đã phải đưa bà vào diện bảo vệ đặc biệt. Trước khi được bầu làm Chủ tịch Interpol năm 2016, ông Mạnh từng là Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc. Interpol cho biết ông Mạnh có gần 40 năm kinh nghiệm điều tra, xử lý các vụ án hình sự. Vâng, trong diễn biến mới nhất của vụ việc vào rạng sáng qua theo giờ Việt Nam, Interpol đã đăng tải thông tin cho biết là đã nhận được đơn xin từ chức có hiệu lực ngay lập tức của Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ. Thông báo cũng cho biết là Interpol sẽ chỉ định tân chủ tịch vào tháng tới. Ngoài ra, thông báo không đề cập gì đến sự biến mất của ông Mạnh.